Xin kính chào quý vị và bà con. Rất vui được gặp lại bà con trong bản tin thời tiết nông vụ ngày đầu tiên của năm mới 2014 trên kênh VTC14. Vâng, thưa quý vị và bà con, trong ngày đầu tiên của năm mới thì nhiệt độ tại hầu khắp các khu vực đã tăng hơn và trời ấm áp. Tại khu vực Bắc Bộ thì khối không khí lạnh đã suy yếu và dịch chuyển sang phía đông. Trong đêm nay, toàn khu vực trời khá nhiều mây với nhiệt độ tăng lên khoảng 1 đến 2 độ và phổ biến dao động từ 11 đến 13 độ. Riêng tại vùng núi cao nền nhiệt thấp hơn nhưng mà trời thì không còn rét, nhiệt độ tăng lên mức từ 8 đến 10 độ, cá biệt có nơi dưới 7 độ. Ngày mai, quá trình tăng nhiệt thể hiện rõ hơn, trời ấm áp vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi sẽ tăng lên trên 20 độ. Cá biệt một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc và vùng núi phía Bắc thì nhiệt độ vào lúc quá trưa có thể tăng lên mức 23 đến 24 độ. Còn với các tỉnh khu vực Trung Bộ, ở phía Bắc của khu vực, thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài cho đến khu vực Thừa Thiên Huế khá khô ráo và tiếp tục ấm dần lên. Đêm nay thì nhiệt độ ở phần phía Bắc sẽ trong khoảng 11 đến 13 độ. Riêng ở phần phía Nam thì nhiệt độ có cao hơn khoảng 1 đến 3 độ và giữ ở mức là từ 12 đến 15 độ. Ngày mai trời ấm áp, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Ở phía Bắc thì nhiệt độ vào lúc giữa trưa sẽ giữ ở khoảng 22 đến 23 độ. Trong khi đó thì ở phần phía Nam, nhiệt độ có thể lên trên 24 độ. Càng vào sâu phía Nam thì nhiệt độ càng tăng dần. Với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận cũng có sự phân hóa về nền nhiệt giữa phần phía Bắc và phần phía Nam của khu vực. Ở phía Bắc thì nhiệt độ cao nhất giữ ở mức 25 đến 26 độ, còn phần phía Nam giữ ở mức 28 đến 29 độ. Thời tiết khá thuận lợi cho sinh hoạt thường ngày cũng như là việc lưu thông và đánh bắt thủy hải sản ven biển của người dân. Ở phía Nam của đất nước thì các tỉnh khu vực Tây Nguyên trở vào cho đến khu vực Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, thời tiết hầu như không mưa và ngày nắng. Ở Tây Nguyên thì nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 14 đến 16 độ, còn tại khu vực Nam Bộ thì duy trì ở mức 21 đến 23 độ. Đến thời điểm trưa chiều thì nhiệt độ khu vực Tây Nguyên đạt mức 26 đến 28 độ, còn ở các tỉnh khu vực Nam Bộ hầu hết đều trên 30 độ. Sau đây xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Còn tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất ở phần phía Bắc là từ 16 đến 19 độ, phần phía Nam là từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 25 độ, riêng tại phần cực Nam là từ 27 đến 29 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ. Còn tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Thưa quý vị và bà con, thời điểm hiện tại bệnh xương mai hại ngô phát triển mạnh, bệnh tuy phổ biến nhưng lại chưa có nghiên cứu cụ thể về nguyên nhân, triệu chứng cũng như là cách phòng bệnh khiến cho bà con vẫn còn nhiều lúng túng khi xử lý bệnh. Biện pháp tốt nhất hiện nay là phòng bệnh xảy ra trên diện rộng. Biểu hiện của bệnh có thể thấy như sau. Nấm xâm nhiễm từ khi hạt mới nảy mầm đến giai đoạn 1-2 lá. Khi cây được khoảng 4 đến 6 lá thì bệnh bắt đầu biểu hiện triệu chứng ban đầu là chậm phát triển. Đến khoảng 6 lá thì triệu chứng rõ ràng hơn, các mặt lá xếp xít vào nhau, lá cuộn tròn xếp và nghiêng về một phía. Sau đó, cây bị bệnh thường đổ nghiêng, các lá cuộn và xoắn xảy ra vào giai đoạn 6-7 lá. Cây lùn không phát triển, lá có thể có sọc hoặc là không có sọc, rất giống với triệu chứng của bệnh lùn sọc đen do virus. Để phòng trừ kịp thời bệnh xương mai hại ngô cần làm tốt các công tác sau. Đối với các vùng có thể cây ải, tiến hành cày và phơi ải, dọn sạch tàn dư cỏ dại và cây trồng ở vụ trước, tiêu diệt cỏ dại trước khi làm đất. Lên luống, làm rãnh thoát nước tốt, bón lót vôi bột trước khi gieo hạt, xử lý hạt giống trước khi gieo bằng hoạt chất.
Còn đối với các vùng đã từng bị nhiễm bệnh, các vùng ngập lụt, các vùng đất bãi ven sông, đất hai lúa, đất khó thoát nước thì cần tiến hành phun phòng trừ cho cây ngô ở giai đoạn 3-4 lá thật bằng các loại thuốc đặc hiệu. Vâng, xin kính chúc quý vị và bà con có một vụ mùa bội thu trong năm mới. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.